Buổi sáng mùa hè năm 1890, ngày 19 tháng 5, trong căn nhà lá giản dị này đã chào đời một vĩ nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ của chúng ta sinh ra và lớn lên nơi ngôi nhà nhỏ mà thanh sạch, đầm ấm do ông bà ngoại dựng cho cha mẹ người tại làng chùa. Tên chữ là làng Hoàng Trù, cách không xa quê nội là làng Kim Liên, đóa sen vàng, nơi thung lũng Nam Đàn, địa linh nhân kiệt. Núi Hồng sông Lam hùng vĩ ôm ấp quê hương Nam Đàn, nơi nối đời sản sinh những bậc sĩ phu chí sĩ góp mình với lịch sử dân tộc, nơi những con người biết làm thơ và đánh giặc, biết cày cấy, gieo những làn điệu ví dạm da diết vào không gian năm tháng. Ông Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Bác Hồ, là một tấm gương chí khí kiên định và một tấm lòng yêu nước thương dân. Bà Hoàng Thị Loan, mẫu thân Bác, xinh đẹp thông minh, dí dỏm mà lại trầm tĩnh kín đáo. Hình ảnh người vợ, người mẹ, chân đi dép mo cong, vai quẩy đôi gánh, vượt qua bao suối bao đèo giữa những cơn mưa rào, giữa những ngày nắng gắt, không quản mưa rừng gió núi dặm trường thiên lý vào kinh đô Huế. Khi cậu bé Nguyễn Sinh Cung mới 10 tuổi, bà Loan ốm nặng vì lao động quá sức, đời sống lại ngặt nghèo thiếu thốn, sức khỏe suy giảm sau khi sinh con trai út. Bà qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 1901, tức ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý, khi mới 33 tuổi. 33 năm tuy ngắn ngủi, nhưng bà đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình, đóng góp quan trọng vào những thành công của chồng, của con. Đi suốt hành trình cuộc đời của bà, người mẹ, người vợ vượt lên tất cả, đó là đức hy sinh, là trái tim nhân hậu của người vợ theo đuổi đồng hành trên con đường cử nghiệp cùng chồng, gieo những hạt mầm nhân ái và nâng bước chân con khôn lớn, trưởng thành. Người mẹ nhân hậu tần tảo ấy đã thầm lặng chất đau thương thành nhựa sống làm hành trang cho con mang theo suốt cuộc đời. Dù những năm tháng ngọt ngào yêu thương bên mẹ rất ngắn ngủi, nhưng chàng trai Nguyễn Tất Thành đã thấm đẫm lòng biết ơn về đức hy sinh, về lẽ sống và sự cống hiến của mẹ. Từ trong sâu thẳm, những giá trị nhân văn ấy đã đưa người đi ra thế giới tìm con đường hạnh phúc cho đồng bào mình bằng trái tim tha thiết yêu thương nhân loại. Từ Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành trở thành Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra cho dân tộc Việt Nam một con đường mới, con đường độc lập, tự do, hạnh phúc. Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật tiêu biểu trong lịch sử nhân loại, đã tác động mãnh liệt vào tiến trình phát triển văn hóa lịch sử thế giới. Sự nghiệp của người là cái nền văn hóa mà trên đó biểu đạt những giá trị toàn cầu, những khát khao mà toàn thể nhân loại muốn vươn tới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, đã hiến dâng cả cuộc đời mình để tìm độc lập tự do của Tổ quốc cho hạnh phúc của nhân dân. Trong sự nghiệp đó, từ tấm gương những người phụ nữ trong gia đình mình và gặp gỡ nhiều nhà cách mạng nữ trong phong trào vô sản quốc tế, người luôn đánh giá rất cao vị trí vai trò của người phụ nữ đối với tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Người cảm thông, chia sẻ, dành những tình cảm yêu thương quý trọng phụ nữ Việt Nam và luôn tự hào dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã chứng kiến nhiều thế hệ phụ nữ không quản ngại, nan nguy, hăng hái dấn thân vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tại lễ kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1966,
Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa bày tỏ niềm tự hào về phụ nữ Việt Nam với những cống hiến cho đất nước trong hàng nghìn năm lịch sử. Người nói, từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đánh giặc cứu dân. Cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà gặp nguy nan, thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rồi người kết luận, như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng. Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng Bà Triệu, từ khi có Đảng, các thế hệ phụ nữ đã được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào rộng lớn của phụ nữ Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ công việc nào, người phụ nữ đều hoàn thành nhiệm vụ với một sức bền bỉ, dẻo dai, sự sáng tạo và lòng dũng cảm phi thường. Trong chiến tranh, những người phụ nữ không những cán đáng việc ruộng nương, nhà cửa, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ để chồng con yên tâm đi đánh giặc, mà còn tích cực tham gia kháng chiến. Nhiều tấm gương phụ nữ chiến đấu anh dũng kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Chiên, Lê Thị Riêng, Nguyễn Thị Định đã được ghi vào những trang sử hào hùng của dân tộc. Khi hòa bình lập lại, hàng triệu phụ nữ tiếp tục hưởng ứng phong trào Người Phụ Nữ Mới Xây Dựng và Bảo Vệ Tổ quốc, cùng toàn dân sáng tạo trong lao động sản xuất, cùng người thân trong gia đình vun đắp cuộc sống hạnh phúc, nuôi dạy thế hệ tương lai của đất nước. Thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tinh thần người mẹ làng Sen tiếp tục truyền cảm hứng tới những người phụ nữ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta có những chính trị gia, nhà lãnh đạo, văn nghệ sĩ tài năng, nhà khoa học và doanh nhân thành đạt là phụ nữ. Chúng ta có những nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúng ta có nữ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới được vinh danh ở khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng, nữ doanh nhân Việt Nam ngày càng chứng tỏ được bản lĩnh của người thuyền trưởng vững vàng, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, tạo dựng được thương hiệu của sản phẩm, đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước. Từ lời ru đất nước, từ truyền thống Bà Trưng Bà Triệu, từ người mẹ làng Sen cùng toàn dân tộc, đã có biết bao người phụ nữ năng động, sáng tạo, tự tin hội nhập đã và đang tiếp tục góp phần dệt theo non sông gấm vóc Việt Nam ngày thêm tốt đẹp, rực rỡ, giống như những bông sen làng quê. Qua bao khó khăn thử thách, vẫn mạnh mẽ vươn mình, khai nụ kết hoa, khoe sắc tỏa hương ngàn đời. Những bông hoa trong vườn bác tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của người. Mỗi mùa hoa, một mùa quê hương, mỗi mùa...